Trần Đến xin chào quý vị và các bạn thân mến. Ngay lúc này đây thì Trần Đến đang có mặt tại lối vào cổng của đền Trần. Thì hôm nay Trần Đến cùng đoàn đi đến đây để thắp hương và vắng cảnh đền Trần, thì cũng có làm video để làm lưu lại, làm kỷ niệm và chia sẻ đến tất cả mọi người cùng xem. Thì rất cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi kênh của Trần Đến nhé. Thì cũng chúc mọi người và các bạn luôn luôn có nhiều sức khỏe, như là vui và vạn sự như ý. Thì bây giờ Trần Đến sẽ đi vào trong đền, bước trong đền để quay những cái thước phim để làm kỷ niệm. Thì cũng mong mời tất cả quý vị và các bạn cùng theo chân Trần Đến vào đền Trần thắp hương, và trong đền Trần có những cái gì thì Trần Đến sẽ quay để chia sẻ đến cả mọi người nhé. Và xin chân thành cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ Trần Đến và cảm ơn rất nhiều. Bây giờ đoàn sẽ vào đền Trần. Còn sao đi ra không chúng? Bán trong kia. Nó to giờ nó chở gió đấy. Từ Bắc, quay từ Bắc. Quanh khu đền Trần. Đây nó làm mới lại hết. Bắt đấy. Đã rồi nhỉ. Trời nhiều mây này mà. Cốm rồi. Ô đây bơi đi. Này mà chiều chiều mát ra bơi. Đây là hố câu của nó này. Nó câu à? Cô đại giờ nó mở rộng chứ nhỉ? Vừa làm công viên mà khai thác hết toàn bộ. Ui, cô này xe. Cái này nó thu bao tiền một cái vé xe? 2.000, 50.000. Ô tô phải 50. Đông nhỉ? Giờ này vào mật độ người vào đông. Vào bãi đông này. Cái này nó vẫn là đền cổ hay là gì? Đây là đền cổ. Trên này chữ Trần, Trần Kiều. Vẫn vẫn chữ Nho đây đúng không? Ừ, Trần Kiều. Giữa là chính Nam Môn, giữa chính Trần Nam. Bên cả bên phía giữa. Đi thì đi một bên cả bên như như thế này là sơn lại chứ không phải là nguyên bản đâu. Cái này cũng nguyên bản đấy. Đây đầy trong đây đầy thôi. Nguyên quốc. Ông hậu đọc được à? Đọc được hết đi. Ui, đây khu này mát này ạ.
Đây. Cây cũ như này má lắm. Chung gió kìa. Ok. À, chung gió kia trong đấy kia. Yeah. Nhưng mà giờ đang nó đang chuyển gió đấy. Chiều này mưa. Gió Bắc mà đúng. Ừ, chiều này mưa. Đấy. Thông báo chiều mưa. Cũ này à. Thực cái là cây xanh mát. Đây là cây liễu chú. Liễu. Khu này vừa rồi mà bão đi qua chắc là đi hết. Nhưng mà nó ở không, bão không qua đây. Đây, đây, đây không, không ảnh hưởng gì tí gì. Vì nó, cái tâm của nó Quảng Ninh ở phòng. Rửa tay. Rồi là ông uống rượu rồi. Cái bà cháu bây giờ bà ở đâu? Đây đâu chỉ là khu du lịch. Cho xe máy vào đây là không được. Đây. Khu này thì đông người du lịch cũng. Đấy nên là mẹ không chúng đi. Núi nào vậy? Đây, mình nhìn, anh vào đây. Mình vào núi này. Lần trước phải đẩy, lần trước lần sau đẩy, lần sau. Kìa, ở kia rồi. Vào trong. Đây vào đây là lễ mà. Đây là bên trong đền Trần các bạn nhé, bên trong sân của đền Trần. Sau đến là hai bên chân thì có hai cây bàng to lắm các bạn ạ. Đây thì có bốn cây, ba cây to. Mà hai cây đầu tiên to, hai bên là hai con voi. Đấy, trước cửa bước vào hai bên trái bên phải là có các cái đỉnh đồng tượng trưng cho bảy đời vua. Đấy, mình quay sơ qua cho các bạn này, cách chi tiết cũng không quay được. Đây là bảy cái lưu hương tượng trưng cho bảy đời vua. Bên trái thì bảy cái, bên phải bảy cái là bên phải cái bên trái. Trái kia cũng bảy này. Bên này là bảy cái như bên kia. Bảy cái như hương. Tượng trưng cho bảy đời vua. Đây mọi người đang đội lễ. Đi vào khu sân đấy. Hành. Địa chỉ như trên ạ. Công nghiệp vật tích Tiên Du đến 50.000 ạ. Vâng, cảm ơn. Vẫn để cái tên gì anh ơi? Hả? Không cần. Đấy, gì? Đấy xong đốt đi làm gì? Ừ. Vâng, và từ làm gì? Thầy, anh em chị Châu đang cúng đức vào... Và... Thế bao tiền? Trăm. Hôm nay cái này không ạ? Này không? Có. Chưa có. Cái đào Nguyễn Văn Bình. Trần Hữu Phúc. Đây là một người ạ. Các vị quốc tử được hoa đây để tưởng thưởng sau khi chú thực hiện nghi lễ đầu đời quốc tử trở về trước mặt hoa quốc tử khi khách tham quốc tử đầu đời hoa đây để tưởng thưởng.
Này trưng bày hiện vật các khu này là khu để các di tích bằng công đức các thứ, rồi là đây là khu gì đây, nhà trưng bày. Okay. Cái này nữa, trước ở trên núi mình cũng có nhiều cảnh này nhỉ. Đây là khu trưng bày hiện vật qua các thời đại. Đây là cái này như là cái giã gạo nhỉ. À, thoát nước. Ừ, cống thoát nước. Đây là đây của bác Giáp ở cái tháp hương. Đây là vua tôi. Cụ này thì mình sẽ review cho các bạn qua nhé. Tới các sách cổ này, các cái di tích được treo bằng cho đóng khung treo gương, cho bằng gương treo. Đây là cầu Bạch Đằng anh nhỉ? Tượng sát phán, sát thán này. Cọc Bạch Đằng này nó là cọc Nim ấy nhỉ? Tuần Nim đúng không? Bao đời mà. Đúng rồi. Ở khu này là khu vẫn còn nguyên sơ. Đây là cổng cũ nhỉ. Ở khu này là khu xây lại rồi. Nó không phải khu mới. Đúng không? Đó là nguồn mới. Xây dựng con. Chúc lại cái này là thờ gì đấy. Như bên kia
Bên này nhiều tượng hơn. Bên này tượng đấy. Bên kia là chính, bên này nó chỉ là vâng trưng bày. Đây ra khu này mát, bên kia là bài vị, khu này mát lắm. Bên kia nó chỉ giờ đang ngồi giải lao đèn trần đúng không, giải lao đèn trần, đèn xin dấu đấy. Bên cạnh chính anh Chiều. À, sau mình cái đèn trần. Cái này chung phía ngoài của cái ao ở đèn trần có cái liễu đẹp lắm. Mình đang đứng ở trước cửa này, có rất nhiều cá nữa. Cá rô phi chủ yếu. Đây có cái cái đẹp, cái kia là cái ao cờ. Đây có những cái cây cảnh, chỗ cây cảnh rất to này. Đặt ở ngay dãy ao này. Không rõ cây gì, cây rất to luôn. Khu đồng vực đèn trần này được cái cảnh đẹp, không khí mát mát mẻ, khá nhiều du khách đến đây để du lịch và thăm viếng đèn trần. Đây là xung quanh bên ngoài ngoài đèn trần các bạn nhé. Thì cổng đèn trần ở ngoài kia, còn đây là cái ao đằng sau mình là đèn trần. Đây là cái ao. Xung quanh bờ ao là có rất nhiều cây liễu, có nhiều liễu, liễu rủ khá đẹp. Trần đến nhé, vừa rồi thì Trần đến cũng đã quay những thước phim để làm lưu niệm, làm kỷ niệm, chia sẻ với mọi người. Thì bây giờ Trần đến cùng đoàn sẽ ra về và cũng xin mến chào tất cả mọi người và các bạn đã đồng hành và xem thước phim của Trần đến nhé. Và cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mọi người luôn luôn sức khỏe. Và Trần đến cùng đoàn sẽ di chuyển tiếp và cảm ơn mọi người nhé.
Thank you.